Lão Pháp Sư tình Không Tập 110 Các vị đồng học Xin chào mọi người Xin mời xem Cảm ứng Thiên Đoạn thứ 98 Cầu mong quá phận Dốc hết sức bày vẽ Tạo tác Hai câu nói này cũng là Thuộc về Phần bất nhân thứ chi ác Phân ngoại Ở trong kinh văn Đã nói ngoài bốn phận Cũng chính là nói mong cầu quá độ Lực thượng thi thiết Lực là nói năng lực của bạn có thể đạt đến được không để lại gì gọi là ép người quá đáng cái này cũng là sai hay nói cách khác là không biết khiêm nhường đây là cái ý nghĩa tổng quát trong tiểu chú nói rất hay Các chị xem qua thì sẽ hiểu rõ Loại hành vi tâm thái này Đều là đang tổn phước Sau khi chúng ta hiểu rõ đạo lý này Nhất định phải nên giác ngộ Con người tại thế gian này Thời gian rất ngắn tạm trăm năm như khẩy móng tay Hà tất gì ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi này Lại không chịu bao dung cho người khác Hơn nữa còn đi tạo tác hết thảy tội nghiệp Đây là ngu si đến cùng cực mà trên kinh phật thường hay nói là kẻ đáng thương xót bậc chính nhân quân tử thì việc gì cũng nhẫn nhường việc gì cũng đuôi về ở sau nên phước báo nhận được là vô cùng tận phàm là kẻ không nhường nhịn người khác người như vậy đều là có tướng bạc phước những người như vậy thì không nên toan tính hơn thua với họ cái xã hội hiện tại này nếu như các vị bình tâm mà quan sát thì các vị sẽ thấy có những nguy cơ rất lớn đang chầu trực Hơn nữa những nguy cơ này Trong sự quan sát của chúng tôi thấy Còn bao lâu nữa nó sẽ bộc phát Mấy tháng trước Tôi xem tạp chí Mộ Tây của Los Angeles Trong đó có một bài là Thống kê tỷ lệ phạm tội của thanh thiếu niên nước Mỹ Tôi xem mà vô cùng kinh ngạc Sự việc này nếu như không thể cải thiện Thì nước Mỹ của 20-30 năm nữa Sẽ không thể tưởng tượng ra được rồi không những là nước mỹ bị hủy diệt mà thế giới đều sẽ bị hủy diệt vấn đề đã nghiêm trọng đến cực điểm rồi tôi vì sự việc này mà đã đặc biệt đi đến california một chuyến tổ chức hai lần tòa đàm trên sóng truyền hình với các lãnh tụ tôn giáo và lãnh tụ xã hội chủ yếu là thảo luận về cái vấn đề này hiện tại mọi người đều vô cùng lo lắng về vấn đề này không cách gì để giải quyết đây là do vấn đề gì là do vấn đề giáo dục bao gồm cả vấn đề giáo dục gia đình giáo dục nhà trường giáo dục xã hội cũng bao gồm luôn cả giáo dục tôn giáo Bốn loại giáo dục này kết hợp lại Thì còn có thể cứu giảng Thế nhưng bốn phương diện giáo dục này Mà muốn kết hợp thì lại là một sự việc rất khó Cho nên tôi đã khẩn cầu Các đài truyền hình phải phát chiếu nội dung Mang tính chánh diện nhiều một chút Dẫn dắt nhân tâm hướng thiện Công đức sẽ vô lượng đồng sự trưởng của đài truyền hình và tổng giám đốc cũng là những người rất hiếm có, họ đã đồng ý chúng ta sẽ cung cấp những băng đĩa chẳng kinh cho họ. Thực tại mà nói cách làm này cũng như là đem muối bỏ biển, chẳng qua chỉ là tận sức đi làm mà thôi. hy vọng xã hội đại chúng đều có thể giác ngộ đều có thể phản tỉnh đều có thể quay đầu thì thế giới này mới có thể cứu tuần trước cư sĩ liêu ở tam trọng đại bắc đến bên này thăm tôi tôi đem những sự việc này nói cho ông nghe ông nói với tôi những hành vi phạm tội của thanh thiếu niên đài loan nếu đem so sánh với nước mỹ thì chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn cha mẹ dạy bảo con cái cha mẹ nói một câu thì con cái cãi lại mười câu rồi tôi nghe nói đến đây thì cảm thấy vấn đề của đài loan nghiêm trọng rồi nhất định sẽ có đại tai nạn người ngày nay không đọc sách những lời chỉ dạy của cổ thánh tiên hiền không phải là lời tiên tri không phải là mê tín cổ thánh tiên hiền muốn chúng ta quan sát kiết hung họa phước của xã hội từ đâu mà nhìn từ nhân tâm bạn hãy tỉ mỉ mà quan sát họ đang nghĩ điều gì họ nói là cái gì họ làm là điều gì nếu như là tam thiện nghiệp thì xã hội này tốt nếu như tam nghiệp mà bất thiện thì xã hội này nhất định sẽ có tai nạn rồi đây không phải là mê tín người xưa đã nói chúng ta đem kinh luận để đối chiếu một chút sẽ khiến chúng ta có lòng tin kiên định tin sâu không nghi phật ở trên kinh nói với chúng ta Y báo tùy theo chánh báo chuyển Y báo là hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta Gia đình chúng ta Xã hội chúng ta Đất nước của chúng ta Thế giới của chúng ta Đây là hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta Hoàn cảnh tùy theo nhân tâm mà chuyển Tùy theo ý niệm con người mà chuyển Tâm niệm thiện Thì hoàn cảnh là cát Quan cảnh là phước Tâm niệm bất thiện Thì đó là tai Là hung Là hỏa hại Cho nên thánh hiền thế xuất thế gian Họ xuất hiện tại thế gian này Để làm những gì Xưa nay trong ngoài nước Dường như họ làm cùng một sự việc Đó là dạy học truyền đạo căn nguyên của quả hại là ở đâu chị Phật pháp nói rất rõ ràng căn nguyên ở tại ngã kiến danh từ này người thật sự có thể thể hội được thì không nhiều tác dụng của nó là gì khởi cái tác dụng gì Tự tư tự, tự lợi Cái này thì mọi người dễ hiểu Chúng ta ngày nay suy nghĩ xem Người trên toàn thế giới Có ai mà không tự tư tự, tự lợi chứ Có ai mà không dốc sức Để theo đuổi danh văn lợi dưỡng Ngũ dục lục trần chứ Hai câu này là từ trên chỗ này mà nói Cầu mong quá phận Dốc hết sức bày vẽ tạo tác không từ thủ đoạn lừa gạt cưỡng đoạt tranh danh đoạt lợi buổi tối hôm qua cư sĩ hà phân ở bắc kinh đã đến thăm singapore buổi tối chúng tôi cùng ăn cơm ở kim sơn cát Kim Sơn Cát là một nhà hàng chay. Ở đó tôi thấy có rất nhiều màn hình TV. Tôi nhìn thấy trong TV đó có một nữ ca sĩ đang hát. Cô ca sĩ đó tôi vừa nhìn vào thì thấy đó là ma quỷ, không phải người. Nghe nói cô ca sĩ này ở bên ngoài. Khi đi hát thì bán một vé đến một ngàn đài tệ Bạn nói xem vậy mà được hay sao Chúng tôi ở nơi này giảng kinh thuyết Pháp không bán vé Mà người ta không chịu đến Vé xem cô đó một ngàn đài tệ Mà tranh giành nhau đi mua Thì như vậy chúng ta sẽ tưởng tượng được Người hiện tại trong đầu họ đang nghĩ gì Thật quá sức tưởng tượng rồi Ma quỷ múa may loạn xạ Trên Kinh Lăng Nghiêm nói là Tà sư thuyết pháp như hằng hà sa Những người nào là tà sư vậy? Tất cả những người này đều là tà sư Họ đã dạy bảo xã hội này như thế nào? Xã hội này làm thế nào không loạn được chứ? Tai nạn truyền miên Mỗi ngày một nghiêm trọng hơn Chúng ta hiểu được nó là từ đâu mà đến Đạo đức nhân nghĩa lễ Đều đã bị phế trừ Tận diệt rồi Tương lai của muôn vàng chúng sanh này là ở đâu Nếu như bạn hiểu Phật Pháp đôi chút Thì biết là ở ba đường ác rồi Địa ngục hiện tướng chúng sanh ở địa ngục những loại tướng này hiện ra là tướng địa ngục tướng địa ngục hiện tiền rồi chúng ta còn có thể không giác ngộ hay sao làm thế nào để cứu phật pháp làm thế nào để cứu những chúng sanh đây chúng ta thực tại là không hiểu rõ làm thế nào cứu chính mình còn không biết Bạn nói xem có đáng thương hay không Bắt đầu từ đâu mà cứu đây Phật ở trên quán vô lượng thọ Phật Kinh đã nói với chúng ta ba điều Là tịnh nghiệp tam phước Tính quan trọng của ba điều này Có mấy người biết chứ Phật nói rất rõ ràng Tam thế chư Phật tịnh nghiệp chánh nhân Câu nói này bạn hiểu không? Tam thế là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật di lai Hết thảy tất cả những người tu hành thành Phật Đều là bắt đầu từ cái nền tảng này Bất luận là bạn tu pháp môn nào, tông phái nào Hiện giáo, mật giáo, tông môn hay giáo hạ Hết thảy đều lấy việc này làm nền tảng Không có cái nền tảng này thì bạn nhất định không thể thành tựu rồi Sự tu hành của chúng ta trước tiên phải cắm rễ ở chỗ này Sau khi cắm cái góc này xuống Thì bạn mới có thành tựu Bạn dũng công mới đắc lực Nói lời thành thật Thì bạn mới có thể được chư Phật hộ niệm Long thiên thiện thần ủng hộ Nếu như bạn bỏ đi cái nền tảng này Bất luận là bạn có tinh tấn tu học như thế nào đi nữa Chư Phật cũng sẽ không hộ niệm bạn Long Thiên Thiện Thần cũng sẽ không bảo hộ bạn Vì sao vậy? chỉ con đường bạn đi là tà hà đảo Đây là cái gốc của chánh pháp Gốc của gốc là gì? Hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng Chính là tám cái chữ này mười phương ba đời hết thảy chư Phật giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh trong pháp giới là dạy điều gì? Dạy tám chữ này. Tám chữ này nếu như chúng ta đem tỉnh lược lại nữa còn bốn chữ là hiếu thân tôn sư. Nếu tỉnh lược nữa còn hai chữ là hiếu kính. Thánh hiền thế xuất thế gian giáo hóa chính là hai chữ này hai chữ này làm được viên mãn rồi thì liền thành phật chúng ta đã đánh mất hai chữ này rồi chúng ta bất hiếu với mẹ cha nếu hiếu thảo cha mẹ thì bạn sẽ không dám khởi vọng tưởng sẽ không dám làm việc sai Vì sao vậy? Chỉ làm việc sai khởi vọng tưởng là có lỗi với cha mẹ mình Không thể y giáo phụng hành là có lỗi với lão sư Ngày nay chúng tôi nói những lời này Vô cùng đau lòng Vô cùng cảm khái Ngày nay Hiếu đạo, sư đạo đều không còn nữa Ngày nay còn ai nghe lời ai vậy? Không ai nghe lời ai cả Đều mong muốn người khác nghe mình Phổ hiền Bồ Tát dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh Hiện tại thì Để hoàn toàn ngược lại rồi Là hy vọng chúng sanh hằng thuận mình Chứ mình sẽ không thuận chúng sanh đây chính là thiên hạ đại loạn. Tất cả những tai nạn hỏa hại đều sẽ đến. Chỉ có một con đường để giải cứu, đó là làm trái ngược lại. Người thế gian bất hiếu, vậy thì ta phải tận hiếu. Ta làm cho mọi người xem. Người thế gian bất kính, vậy thì ta phải tu kính, làm cho mọi người xem đây chính là phật bồ tát tái lai hiện thân thuyết pháp nhất định phải là người tái lai mới có thể làm được không phải người tái lai thì không làm được rồi họ không có cái trí huệ này họ cũng không có cái phước đức này đây là đại trí huệ đại phước đức thì họ mới có thể làm được chúng sanh thiện duyên thành thục mới có những người tái lai đại thiện tri thức này xuất hiện chúng sanh nếu không có phước tạo nghiệp đến khi phải chịu nạn những người này sẽ thói ẩn yêu ma quỷ quái xuất hiện rồi cho nên mọi người phải ghi nhớ câu nói này trên kinh lăng nghiêm kinh nó đó chính là nói thế gian hiện tại của chúng ta yêu ma quỷ quái như hằng hà sa chúng ta nghe câu này phải bình tâm mà phản tỉnh bản thân chính mình có phải là yêu ma quỷ quái hay không việc này rất quan trọng nếu như chính mình là yêu ma quỷ quái thì hãy nhanh chóng quay đầu. Quay đầu là bờ. Phật và ma cách nhau chỉ một niệm. Một niệm giác thì ma liền thành Phật. Một niệm mê thì Phật biến thành ma. Cho nên tông môn Đại Đức thường nói Vô Phật diệt vô ma Là sai khác ở một niệm Phải chăm chỉ mà học tập Chúng tôi vì những đồng học tịnh tông đã biên soạn ra Quy tắc tu hành trên đồng học tịnh tâm Rất quan trọng Nguyễn này ít đến nỗi không thể ít hơn được nữa Mức độ thấp nhất Chúng ta có thể làm đến được thì đời này nhất định được sanh tịnh độ Nhất định được chư Phật hộ niệm Long thiên thiện thần bảo hộ Chúng ta ở trong Thời đại này Rất nhiều sóng gió Sẽ không bị nhấn chìm chúng ta có thể giữ mình nếu như không thể y giáo phụng hành thì nhất định sẽ bị sóng gió của thời đại nhấn chìm tiền đồ của bạn nhất định sẽ đen tối bất cứ khi nào cũng có thể đi bản thân tôi biết mình sẽ đi về đâu, tiền đồ của tôi là quang minh sáng lạn, thân thể này còn lưu lại thế gian, thì toàn tâm toàn lực vì mọi người, giúp đỡ mọi người hiểu được chân tướng sự thật ở ngay trước mắt trước mắt rất nhiều nguy hiểm tai nạn có thể sản sanh ra hiệu quả hay không là ở đồng tu các vị có sự cảnh giác hay không nếu như quả nhiên có sự cảnh giác thì bạn có phước nếu như vẫn cứ lơ là mất cảnh giác Tôi đã tận hết trách nhiệm với bạn rồi Bạn tương lai nếu như đọa ở tam độ Thì bạn cũng không thể trách tôi vì tôi từ sớm đã nói qua rồi khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác tôi thường hay nói phải buông bỏ thành kiến của chính mình kiến giải của chính mình tư tưởng của chính mình đều là tội ác trên kinh địa tạng nói chúng sanh diêm phù đề khởi tâm động niệm không gì không phải là tội đây là phật nói không phải tôi nói chúng ta suy nghĩ xem thật là không sai phải buông bỏ hết thảy tùy thuận theo giáo huấn của phật bồ tát y giáo phụng hành thì chúng ta mới có thể được cứu cho nên nhất định phải buông bỏ tự tư tự lợi buông bỏ danh văn lợi dưỡng buông bỏ tham sân si mạng hết thảy đều vì chúng sanh vì phật pháp quyết định là không vì chính mình thì con đường của chúng ta sẽ có lối ra được giải thoát giải trừ những quan niệm sai lầm của chúng ta cách nghĩ sai lầm cách nhìn sai lầm Thoát ly tự tư tự lợi Thoát ly danh văn lợi dưỡng Thoát ly ngũ dục lục trần Thì đã thoát ly được lục đạo luân hồi rồi Các vị đồng tu Hôm qua Là lễ kỷ niệm Ba năm ngày mất Của hàng quán trưởng Vô cùng cảm ơn Rất nhiều các vị đồng tu Trong ngoài nước khắp nơi Đến nơi đây, đây Để tham gia lễ tưởng nhớ Pháp hội Đã được cử hành rất viên mãn Ý nghĩa cũng rất sâu sắc Không chỉ là chúng tôi tự mình cảm ơn Mà cũng là làm ra Để cho các đại đức Hộ Pháp Trên toàn thế giới Nhìn thấy Người học Phật Bất luận tại gia hay xuất gia Nhất định là phải biết ân và báo ân Cảm ơn đội đức Bất luận là ai Dù có bất kỳ Một sự quan tâm yêu thương giúp đỡ nào đối với chúng ta Thì chúng ta cả đời không quên Đem hết thảy công đức mà tự mình Tu trì được điều hồi hướng cho hết thảy những người đã hậu trì cho chúng ta cho những người giúp đỡ ta đây là tuân theo giáo huấn mà trên kinh luận phật đà thường hay nói với chúng ta hôm qua Lớp nghiên cứu Kinh Vô Lượng Thọ Của Tịnh Tông Học Hội Đài Nam Đã gửi cho tôi một bức thư Các đồng tu Đài Bắc Khi đến gặp tôi Cũng nêu ra với tôi một số vấn đề Nó là hiện tại không ít người Phản đối Việc đọc tụng bản hội tập Của Ngài Hạ Liên Cư ở đài loan hay ở trung quốc đại lục cũng đều có họ hỏi tôi họ có nên tiếp tục đọc quyển kinh này không vấn đề này đối với tịnh tông học hội của chúng ta mà nói là một sự đã kích rất nghiêm trọng cho nên tôi đã nói với họ chúng tôi là có sư thừa chúng ta đi theo một vị lão sư, học một vị lão sư. Chúng ta có lòng tin đối với vị lão sư này hay không vậy? Nếu như là có lòng tin thì nhất định y theo lời dạy của lão sư. Nếu không có lòng tin mà bạn có lòng tin với một vị nào khác thì bạn hãy học theo vị đó, bạn sẽ có thành tựu. Nếu bạn đi theo vị thầy này mà bạn không có lòng tin thì bạn sẽ không có được gì cả. Tôi ở dưới hội của lão sư Lý 10 năm. Lão sư ngài đã đem pháp bổn này giao cho tôi. Muốn tôi hoàn dương pháp môn này, y theo pháp bổn này mà tu học. Quyển sách gốc đó đang nằm ở trên tay tôi đây. Những ghi chú trên bìa sách này là chính tay lão sư lý đã ghi. Đây là bản gốc. Những quyển mà các vị xem Là những quyển được phô tô lại Những ghi chú nhỏ Trên các lệ sách này Là chính tay lão sư Lý đã ghi Quyển sách này khấu ít đồng tu đã xem qua Các vị xem thấy bản in này Là vào năm Dân Quốc Thứ 39 Dương lịch là năm 1950 Quyển sách này là quyển mà năm xưa Lão sư đã dùng để giảng Và tự tay ghi chú lên nó Đến nay Đã vừa đúng 50 năm rồi Tôi đến đầy trung thân cận với lão sư Ngài Đến năm thứ hai thì được giao quyển sách này Vào lúc đó thì tôi còn chưa xuất gia Tôi nhìn thấy quyển sách này mà vô cùng hoan hỷ Liền đọc tụng thọ trì Vào năm hàng quán trưởng sinh nhật 50 tuổi Chúng tôi rất muốn phát tâm giảng bộ kinh này Để chúc thọ cho bà Vào khi đó lão sư Lý đã nói với tôi Ngài nói duyên vẫn chưa thành thục Vì sao lại chưa thành thục vậy? Vì người chưa hiểu tịnh tông còn rất nhiều Người hiểu lầm thì quá nhiều Mọi người còn chưa biết đối với Hạ Liên, lão cư sĩ Vẫn còn có thành kiến Cho nên họ sẽ phê bình quyển sách này Ngài nói tuổi của tôi vẫn còn trẻ Kinh nghiệm từng trải còn ít khó mà chống đỡ nổi duyên chưa thanh thục thế là quyển sách này tôi đành cất giữ lại nhưng mà tôi tự mình thường xuyên đọc tụng mãi cho đến khi lão sư lý giảng sanh tôi liền nghĩ đến quyển sách này ở đại trung các liên hữu vẫn chưa có thấy qua năm đó là Năm 1950, Lão sư Lý đã giảng quyển kinh này ở tại chùa Pháp Hoa Đại Trung. Vào lúc đó hình như là vẫn chưa có liên xã Đại Trung. Thính chúng chỉ có ba mươi mấy người. Trong đó có Chu Ban đạo và Cam Lão cư sĩ ở Los Angeles. Trong thính chúng lúc đó có hai vị này. Khi Lý Lão sư giảng bộ kinh này, tôi không được nghe. Ngài đem những ghi chú này giao lại cho tôi, là ghi chú lại cho tôi. Tôi có thể hoàn toàn hiểu được ý của Ngài Cho nên sau khi lão sư giảng sanh Tôi liền phát tâm đem quyển kinh này in ra 10.000 bản Hồi hướng cho lão sư Ngài được tăng cao phẩm vị Trong 10.000 quyển đó có 2.000 quyển là do anh chị em cư sĩ Thôi Vân Anh Ở Los Angeles phát tâm in ấn Tôi thì đảm nhiệm 8.000 quyển Đây là lần in đầu tiên In quyển kinh này ra Nhà lưu thông ở Đài Loan Mọi người đều đã xem thấy rồi Người ở hải ngoại xem thấy Cũng đều sanh đại quan hỷ Sau đó đến tìm tôi nói Pháp Sư Ngài có thể nào đem kinh này giảng qua một lần không tôi hiểu được nhân duyên mà lão sư đã nói đến lúc này thì mới là thành thục người ta đến tìm tôi mời tôi giảng ba bốn lần giảng đầu tiên ở đài loan thì tôi giảng trên bản sách gốc này vì sao việc vô cùng trân quý bản gốc này Cho nên mới đem nó cất đi Tôi dùng bản in lại để giảng Cho nên người thấy được bản gốc này Càng ngày càng ít Tôi đây là có sư thừa Lão sư của lão sư Lý Là đại sư Ấn Quang Và cư sĩ Mai Quang Hy Giáo của Lý Lão Cư Sĩ là học của Mai Quang Hy Còn tịnh độ là học của Ấn Quang Đại Sư Cho nên chúng tôi là học trò đích truyền của Ấn Tổ Còn Mai Đại Sư thì chúng tôi có nguồn gốc Pháp Mạch từ Ngài Chúng tôi và Ngài là có mối quan hệ sư thừa Hạ Liên Cư Cư Sĩ và Mai Quang Hy là cùng một thời đại Hơn nữa họ còn là bạn bè rất thân thiết Là đạo hữu vô cùng thân thiết Bây giờ chúng ta mới hiểu được Đó đều là Bồ Tát hóa thân Không phải người Phạm Sau khi tôi quen biết Với Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Cổ mỗi năm đều có cơ hội một hai lần gặp mặt trong một lần nói chuyện nói đến vấn đề này tôi đã thảo luận với ông hạ lão rốt cuộc là người nào tái lai ông chỉ cười mà không đáp ông nói cơ duyên vẫn chưa thành thục không thể nào tuyên bố nguyên nhân là gì nếu như tuyên bố thì người hủy bán sẽ càng nhiều hơn Khiến cho những người phỉ bán này Sẽ tạo nghiệp A Tỳ địa ngục Đây là việc mà Phật Bồ Tát quyết định không thể làm Trong tâm chúng tôi thì rất rõ ràng Rất minh bạch Cho nên đây là sư thừa Mấy lời đồn đại bên ngoài Mà nếu chúng tôi động tâm rồi thì uổng công 10 năm tôi theo lý lão sư Không những là uổng công mà người ta phản lại một câu nói Thì đã đạp tôi xuống A Tỳ địa ngục rồi Nói Pháp Sư Tịnh Không vong ân bội nghĩa nghịch Thầy phản đạo Tôi hoàn Pháp lợi sanh 40 năm Chỉ 8 chữ này thôi Thì đã xóa sạch hết Bạn nên biết vong ân bội nghĩa nghịch Thầy phản đạo là người nào Là chúng sanh địa ngục việc này làm sao có thể dám làm chứ lão sư của chúng tôi có phải là một tà sư hay không không phải đây là xã hội đại chúng đã công nhận không phải là tà sư nếu đã không phải là tà sư là chân thiện tri thức mà bạn phản bội thì bạn là ngu si rồi là người bạc phước không những bạc phước mà bạn không có phước thân cận thiện tri thức khó đến như vậy bạn xem Thế Tôn Ở trên kinh Hoa Nghiêm Trong phần mở đầu của Tứ Thập Hoa Nghiêm Thiện tại đồng tử tham phỏng thiện tri thức Bạn xem Đại sư Thanh Lương đã chú giải Một người ở trong đời này Có thể thân cận thiện tri thức Là nhờ vào thiện căn nhân duyên phước đức Nhiều đời nhiều kiếp Chứ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy Đệ tử truyền pháp của Hà Lão Chỉ có một mình Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Lý Lão Sư ở tại Đài Loan Hoàng Pháp 40 năm Truyền lại bộ kinh này cũng chỉ có một mình tôi Tôi vì sao đã tí mỉ suy nghĩ các pháp này Nếu truyền cho bất kỳ ai cũng đều không thể phát dương quang đại Lý Lão Sư truyền Pháp Mọi người cũng biết chúng tôi có ba người Hiện tại ở Đại Trung có cư sĩ từ tỉnh dân Và cư sĩ Châu Gia Lân Không phải là nói họ không có năng lực hoàng dương Mà do họ không có cái cơ duyên này Châu cư sĩ Và từ cư sĩ xưa nay Không có rời khỏi Đại Trung Không giống như tôi đi khắp mọi nơi trên thế giới đi đến đâu Hoàng Dương được thành lập Tịnh Tông Học Hội. Việc thành lập Tịnh Tông Học Hội này là do lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ phó thác. Hoàng Niệm lão vẫn luôn nói với tôi Tịnh Tông Học Hội là tâm nguyện lớn trong đời của hạ lão sư. Danh xưng thì đã được nêu ra rồi nhưng mà vẫn chưa thực hiện. Ông hy vọng tôi thực hiện điều này ở hải ngoại. Cho nên tịnh Tông Học Hội đầu tiên của chúng tôi đã được thành lập tại Canada, tại Vancouver. Lần đầu tiên ở đó giảng kinh vô lượng thọ, mọi người nghe xong rất quan hỷ, đã phát tâm thành lập tỉnh Tông Học Hội. Hội thứ hai là hội của Dương Nhất Hoa, tỉnh Tông Học Hội Mỹ Quốc, thành lập tại Sanibel của California. Đến nay tôi nghe nói ở Canada và Mỹ Quốc đã có hơn 30 hội rồi Hôm qua có một vị là Lý Cư Sĩ đã đến thăm tôi Ông từ Paris đến, ông đã sống ở Paris 20 năm rồi Ông là một ký giả báo chí Hiện tại đã về hưu rồi, ông bên đó nhiệt tâm hoàng dương tịnh độ Ông đã chuẩn bị thành lập một tổ chức Phật giáo ở nơi đó Tôi nói gì ông xây dựng một cái tịnh tâm học hội thì quá tốt rồi ở Pháp, ở Thụy Sĩ Hiện tại là ở Tây Ban Nha Cũng đã có rồi Tôi nói ông hãy cố gắng phát triển ở châu Âu Hôm qua thầy Ngộ Hạnh cũng có ở đó Tôi đã bảo thầy Ngộ Hạnh đi đến châu Úc Thời kỳ mạng Pháp Chỉ có Pháp môn này mới có thể phổ độ chúng sanh Các vị không tin tưởng nhưng tôi tin tưởng Mãi cho đến khi Phật Pháp diệt tận Phật đã nói Phật Pháp diệt tận Thì Kinh Vô Lượng Thọ Vẫn sẽ lưu lại ở thế gian này Một trăm năm Kinh Vô Lượng Thọ là quyển nào vậy Khẳng định là bản hội tập này Cho nên Hạ Lão Cư Sĩ Giảng Sanh Đã nói với Lão Hoàng Niệm Tổ Nói với các đồng học Ngài nói quyển sách này của Ngài tương lai sẽ từ hải ngoại Mà truyền vào Trung Quốc Sẽ truyền bá khắp thế giới Vào lúc đó Hoàng lão cư sĩ nghe được Thì họ đều cảm thấy mơ hồ Không thể nghĩ bà Quyển sách đó vừa mới được hội tập In chưa được bao nhiêu quyển Ở đại lục tổng cộng chỉ mới in được 3 ngàn quyển Ở hải ngoại căn bản là chưa có Thì làm sao có thể từ hải ngoại mà truyền vào Trung Quốc được chứ Hà Lão đối với sự thay đổi trùng trùng của thế gian này Rõ như lòng bàn tay Thì làm sao là người thông thường được Quyển sách này Là Hoàng Lão Cư Sĩ Mang đến Đài Loan Vào khoảng thời gian Năm Dân Quốc thứ 37-38 Đã mang đến Đài Loan Vì sao quyển sách này Giao lại cho Lý Lão Sư Lý Lão Sư vừa nhìn thấy quyển sách này Thì liền sanh tâm quan nghĩ Đặc biệt là bài mở đầu rất dài ở phía trước Là do Lão Sư Ngài viết Ân tình này vô cùng nặng Phẩm thứ sáu của bốn kinh này Đây là phẩm quan trọng nhất Là ba người cùng nhau hội tập gồm hạ liên lão cư sĩ mai quang hy lão cư sĩ và một vị thông tông thông giáo ở vào thời đó là lão hòa thượng huệ minh ba người họ đã dùng thời gian ba tháng chuyên tâm hội tập phẩm thứ sáu này thì văn tự của phẩm thứ sáu này mới hoàn thành hoàn thành bản thảo này ba người đã dùng thời gian ba tháng Lý Lão Sư như nhìn thấy bốn kinh này liền quan hỷ Liền giao cho nhà in Thủy Thành In ra thành một ngàn bản Lần in đầu tiên chính là quyển sách này Vì sao dùng kỹ thuật Sắp chữ Chữ viết nhỏ hơn Bản này tôi cũng có Lần in đó cũng in hai ngàn bản Cho nên ở Đài Loan tổng cộng cũng có ba ngàn bản lượng lưu thông ít, người gặp được bản này không nhiều. Chúng tôi trong những năm gần đây, Hoàng Dương ở hải ngoại. Vì sao mà lúc mới Hoàng Dương không có ai phê bình, hiện tại lại đến phê bình? Hoàng Dương được mười mấy năm rồi, giờ mới đến phê bình. Các vị thử nghĩ xem người phê bình có dụng ý gì? Việc này tôi không cần nói Các vị cũng hiểu được rồi Là muốn đem cái gốc hoàng pháp lợi sanh của chúng tôi Nhổ trừ Quyển sách này là gốc của chúng tôi Quyển sách này nếu như phá quỷ Thì gốc của chúng tôi đã bị nhổ trừ Cuộc đời tu học này của chúng tôi Bốn mươi mấy năm hoàng pháp Sẽ bị nhổ đến tận gốc rễ Thật là lợi hại Có một số đồng tu của chúng ta Nếu như vô tri lại đi giúp đỡ họ Nhổ cái gốc này thì các vị có biết quả báo trong tương lai là gì hay không bộ kinh này được chư phật hộ niệm long thiên thiện thật bảo hộ ngày nay số người thọ trì bộ kinh điển này ở trung quốc là rất nhiều nếu tính luôn các khu vực khác ở trên toàn thế giới Tôi ước lượng đại khái Thọ trì bộ kinh này ít nhất cũng khoảng 300 triệu người Nếu không phải Chư Phật hộ niệm Long thiên thiện thật ủng hộ Thì chắc các vị cũng hiểu được 10 năm không thể nào có được thành tựu như vậy Bản thân chúng tôi tưởng tượng cũng không xa Năm xưa bản thân chúng tôi bước ra làm Nếu có thể có được 100.000 người thọ trì thì chúng tôi cũng đã rất mãn nguyện rồi làm gì dám nghĩ có nhiều đến như vậy thật không dám tưởng tượng từ việc tôi giảng kinh các vị cũng thường đến nghe tôi các vị có thể nhìn thấy tôi giảng bất kỳ một bộ kinh điển nào thì pháp duyên cũng không thù thắng bằng khi giảng bộ kinh này thính chúng và pháp duyên khi giảng bộ kinh này So với giảng hết thảy kinh khác Thì nhiều hơn gấp đôi Việc này mọi người đều đã nhìn thấy rồi Nếu như tự mình lại tỉ mỉ mà thể hội Khi chúng tôi giảng bộ kinh này Thì từ trường giảng đường So với việc giảng những bộ kinh khác là không như nhau Ngồi ở giảng đường Thì sẽ đặc biệt sanh tâm quan hỷ Cái này không phải là chư Phật hộ niệm Long thiên thiện thần Bảo hộ Thì không thể nào sanh ra loại khí tượng như vậy được Cho nên chúng tôi có lòng tin đối với Phật Có lòng tin với sư thừa Ai muốn đến gây xích mít Gây ly gián Thì trong lòng chúng tôi rất rõ Họ đó là đang dạy chúng tôi nghịch thầy phản đạo Họ đến để dạy chúng tôi vong ân phụ nghĩa Họ kéo chúng tôi ra khỏi Phật Đạo Rồi đưa chúng tôi đến A Tỳ Địa Ngục Bạn phải rõ ràng Đây là Sư việc của năm kia Hoàng Thái Thái ở San Jose gọi điện cho tôi Bà hỏi tôi Bà có bị đọa địa ngục hay không? Tôi trả lời bà Tôi nói bà hãy tự mình đem quyển phát khởi Bồ Tát Thu Thắng Chí Nhạo Kinh Đem ra đọc vài lần thì bà sẽ rõ thôi Việc này không cần phải đi hỏi người khác hoàng thái thái chỉ là một người làm đại biểu còn rất nhiều rất nhiều đồng học khác đều phải nên phản tỉnh hiện tại mọi người đều biết tần suất tai nạn của thế gian đang tăng lên mỗi năm đều nhiều hơn mỗi lần đều nghiêm trọng hơn tai nạn là từ đâu mà đến vậy tâm con người bất thiện lời nói bất thiện hành vi bất thiện trái ngược với pháp tánh trái nghịch với giáo huấn của thánh hiền tùy thuận phiền não tập khí của chính mình nên đã tạo thành thiên tai nhân họa ngày tận thế mà các tôn giáo của phương tây đã nói có khả năng phát sinh hay không rất có thể có phát sinh hay không đều ở một niệm mấy ngày trước tôi nghe các đồng học nói với tôi sau khi liên bang xô viết sụp đổ đến hiện tại có một phần bí mật đã bị vạch trần trong đó có một hạng mục nói là 30 năm trước Liên Xô đã bố trí một số vũ khí hạt nhân Ở tại Cuba Dùng để chống lại Mỹ Số vũ khí hạt nhân đó Vào thời điểm đó được tính toán trong 10 phút Có thể giết chết 80 triệu dân của nước Mỹ Chiếm một phần ba số lượng nhân khẩu của nước Mỹ Chỉ cần 10 phút thôi Hiện tại thì số vũ khí này còn tiến bộ vượt bậc hơn so với lúc trước rất nhiều Hiện tại thì chỉ cần một phút cho nên chiến tranh ngày nay Để hủy diệt cả thế giới này Đại khái chỉ cần 10 phút là đủ Cho nên nhà tiên tri Nostradamus đã dự báo là Sau khi tai nạn thế giới Chỉ còn lại 700 triệu người Hay nói cách khác Hiện tại là gần 7 tỷ người Thì trong 10 người sẽ chết hết 9 người Hơn nữa những người còn sống sót Ông đã hình dung rất hay Khi đó người sống sẽ rất ngưỡng mộ người chết những tai nạn mà người sống sẽ trải qua thì khổ không bằng chết đó là ngày tàn của thế giới ngày tàn của thế giới chỉ ở trong một niệm chỉ cần một ý niệm sai lầm thì sẽ bộc phát loại chiến tranh này trong vài giờ đồng hồ thì thế giới đã bị hủy diệt rồi chúng ta cũng hiểu được cho nên sống trong thế giới ngày nay không nên sợ chết vì biết bất cứ lúc nào cũng có thể chết cách chết như thế nào thì không cần phải lo một lòng phải nghĩ đến sau khi chết rồi thì ta sẽ đi về đâu nếu ta có chỗ tốt hơn để đi vậy thì tự tại rồi một chút lo sợ cũng không có chúng ta y chiếu theo bộ kinh vô lương thọ này chúng ta sẽ đi đến tây phương cực lạc thế giới Ngày nay chúng ta niệm Phật Phải thâm tính thiết nguyện Tính và nguyện của chúng ta chưa đủ Không có sự mong muốn chân thành và khẩn thiết Mong muốn chân thành khẩn thiết là từ đâu mà khởi vậy? Từ hiểu thấu triệt đối với cảnh giới lý luận của tịnh tâm Thì bạn mới có chân tính thiết nguyện ngày nay đại đa số người học phật thì tính nguyện cố nhiên là có nhưng không đạt không đủ độ sâu không đủ độ sâu là do nghe kinh quá ít cho nên chúng tôi ngày ngày đều giảng kinh thế nhưng dù ngày ngày giảng kinh ngày ngày khuyên bảo mọi người mà hiệu quả của chúng tôi vẫn là vô cùng nhỏ và yếu vẫn không chống lại được việc người khác ở bên tai bạn nói bóng gió vài câu thì lòng tin của bạn đã dao động rồi bạn nói xem có đáng thương hay không đây là tự mình chân thật không có thiện căn không có phước đức người có thiện căn phước đức sâu dày thì nhất định sẽ không bị lay động hy vọng các đồng tu phải chăm chỉ phải nỗ lực phải lưu ý thời gian không còn nữa rồi hay một lòng hướng về thế giới cực lạ Đối với kinh vô lượng thọ Mà tâm không thể sanh khởi được Vậy thì nhất định phải dùng đại kinh Đại kinh là gì? Hoa nghiêm, pháp hoa, bát nhã Pháp tướng duy thức Các điển tịch này phân lượng rất lớn Bạn nghiên cứu một cách thấu triệt Thì bạn sẽ tin sâu không nghi đối với kinh này Nhưng mà Nếu bạn có năng lực để đi đọc tụng Những đại kinh này Để có cơ duyên gặp được thiện tri thức Giúp bạn hiểu được Những kinh luận này Thì đều không phải là một việc dễ dàng Đó là một nhân duyên đặc biệt thù thắng Được rồi, hôm nay thời gian đã hết Chúng tôi xin dẫn đến đây thôi A-di-đà Phật vọng tây cư sĩ a Cộng, gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu cổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật